Hello guys, chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay cô Minh Trang tiếp tục hỗ trợ chúng ta cuốn trọng tâm kiến thức ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Và buổi trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục với ba bài đọc của phần đề số 6, phần các đề tự luyện. Cũng giống như mọi đề khác thì trong phần đề này của chúng ta gồm có 3 bài và chúng ta sẽ đi luôn với phần bài đọc đầu tiên, các câu hỏi từ 25 cho đến 29. Các bạn cùng dở sách trang 206, đề số 6. Bài đọc đầu tiên của chúng ta là một bài đọc điền và các bạn có thể thấy là bài đọc này người ta nói về một nhân vật rất là nổi tiếng có tên là Manolo Blahnik. Đây là một trong những người mà có một cái hãng thời trang về giày, đúng không ạ? Vâng, vậy chúng ta cùng nhìn luôn các câu hỏi. Vị trí của câu hỏi số 25. Vị trí của nó nằm ở trong câu sau chủ ngữ he. Và các bạn thấy các động từ ở trong các đáp án đều được chia ở thì quá khứ đơn. Vậy thì có nghĩa là ở đây là thiếu vị trí của động từ chính trong câu. Và chúng ta xác định sau từ cần điền của chúng ta có dưới từ to, có nghĩa là tới, đúng không ạ? Tới một nơi nào, New York City, tới thành phố New York. Vậy xét các đáp án này. Chúng ta có động từ move đầu tiên, đi với dưới từ to, chuyển tới đâu. Arrive thì chỉ đi với dưới từ in hoặc at thôi. Live in, đúng không ạ? Và stay at. Vậy nhìn vào đây thì chúng ta có thể suy ra luôn đáp án đúng của chúng ta là phương án A. Vào năm ông ấy 20 tuổi thì ông ấy đã chuyển tới thành phố New York và bắt đầu thiết kế giày cho phụ nữ. Tiếp tục với câu 26. Đây là một câu nói trực tiếp. Và các bạn thấy là câu 26 này vị trí của nó đứng ở trước danh từ people là danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều. Và các đáp án trong câu 26 các bạn có thể nhìn ra là tất cả đều là các lượng từ. Vậy chúng ta cùng xét các từ ở đây, từ nào mà đi kèm với danh từ số ít thì chúng ta bỏ qua như là much hay là each. Bởi vì sao? Danh từ people là danh từ số nhiều đếm được. Thế nên chỉ có thể là a lot hoặc là some. Nhưng để có thể đi được với danh từ số nhiều thì phải có of sau a lot. Nên đáp án đúng cho câu 26 là phương án C. Cô không dịch nữa bởi vì là bài này cũng khá là dễ, các bạn có thể tự dịch. Tí nữa cô sẽ chỉ note lại cho chúng ta những cái từ nào mà gọi là mới đối với chúng ta thôi. Ok nhá. Rồi, tiếp theo câu 27. Chúng ta nhìn vị trí của từ 27 nó sau cụm chủ ngữ và động từ to be there, đúng không ạ? Nên chắc chắn chỗ này sẽ là thiếu tính từ rồi. Vậy thì các tính từ người ta cho trong câu 27 có hai từ là priceless và valueless là bằng nghĩa với nhau, có nghĩa là vô giá, không có giá trị gì hết. Cheap là tính từ rẻ, đúng không ạ? Và từ costly là tương đương với từ expensive, có nghĩa là đắt đỏ. Thế thì dùng từ nào ở đây thì chúng ta phải căn cứ vào ý nghĩa của nó. Chúng ta nhìn đoạn này. Câu hỏi ngay trong đầu đoạn đầu tiên người ta hỏi là tại sao giày của ông ấy lại nổi tiếng như thế? Popular, phổ biến hoặc nổi tiếng. Chúng đẹp. Nhưng mặt khác, on the other hand, mặt khác ở đây có nghĩa là biểu thị cái sự đối lập, đúng không ạ? Đẹp nhưng giày cao gót của ông không phải lúc nào cũng thực sự thoải mái, comfortable, thoải mái, particularly đặc biệt. Chúng làm sao? Giá trong khoảng từ vài trăm cho đến vài nghìn đô. Vậy vài trăm đến vài nghìn đô có nghĩa là giá cả nó làm sao? Rất là đắt đỏ, đúng không nhỉ? Thế nên đáp án đúng cho câu 27 của chúng ta sẽ là phương án B. Tiếp theo câu số 28. Vị trí của từ 28 đứng ở đầu câu và sau nó có dấu phẩy. Vậy các bạn thấy các đáp án cho câu 28 này. Ở đây thì chúng ta chắc chắn sẽ loại bỏ ngay phương án B bởi vì sau although sẽ phải là một mệnh đề mà không có dấu phẩy sau nó. Chỉ còn lại 3 đáp án này. Moreover và in addition bằng nghĩa với nhau rồi. Vậy nếu như chúng ta suy ra thì chúng ta có thể suy ra đáp án ngay nhưng chúng ta xem có phải là phương án A hay không. Chúng ta nhìn. Câu hỏi người ta đặt ra là gì ạ? Nhưng chúng có phải chỉ là giày hay không? Và ông ấy trả lời là đúng, chúng chỉ là giày thôi. Ông này ông trả lời như thế. Và ông ấy nói thêm là gì? Nếu mà chúng mang lại một chút niềm hạnh phúc cho ai đó, vậy thì có lẽ là chúng là cái gì đó còn hơn cả giày. Có nghĩa là ban đầu thì nói là giày, về sau lại nói là hơn cả giày. Thế thì ở đây, tuy nhiên, đúng không ạ? Nếu mà mang lại hạnh phúc,
Hai phương án này bằng nghĩa với nhau rồi. Vậy trong một câu thì ít khi người ta cho đáp án hai đáp án giống nhau mà lại lựa chọn một trong hai đáp án đấy, nên suy ra phương án A là phương án chính xác. Câu 29. Vị trí của từ cần điền nó đứng sau từ those. Vậy chúng ta phải xác định từ those này nó là chỉ đến cái gì? Ở đây các bạn thấy trong vế trước người ta nói là gì ạ? Đây, để đi bộ được ở ngoài không gian thì bạn cần một cái giày high tech, có nghĩa là công nghệ cao. Giày công nghệ cao giống như những cái mà, vậy those ở đây chính là nói đến high tech shoes, đúng chưa ạ? Chỉ vật. Vậy nhìn các đáp án trong câu 29, chúng ta có các từ đại từ quan hệ và chỉ vật sau đó lại là gì ạ? Một cụm động từ. Vậy thì chỗ này chắc chắn là đại từ quan hệ chỉ vật mà giữ vai trò là chủ ngữ trong câu. Thế nên phương án A chúng ta loại bỏ, phương án chỉ người như là whom loại bỏ, who loại bỏ, và đáp án đúng ở đây chính là phương án D. Ok. Và cô có thể dịch nốt câu cuối cùng cho chúng ta này. Những cái mà giống như thiết kế của Dave Graziosi, ông ấy và team của mình đã làm ra những cái chiếc giày đi ngoài không gian cho NASA, và họ cũng đang có kế hoạch, đúng không ạ? Plan. Có kế hoạch cho việc là đi lên mặt trăng và ngoài mặt trăng, ông ấy nói. Ok, vậy bài tập đầu tiên của chúng ta, các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở bên dưới và ghi rõ câu hỏi số bao nhiêu, cô sẽ giải đáp cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục với đoạn bài đọc số 2, và chủ đề trong đoạn này người ta cho luôn rồi, có nghĩa là trong đoạn này người ta sẽ không hỏi chúng ta về cái tiêu đề của đoạn nữa. Undersea Wonders. Wonders là gì ạ? Kỳ quan. Vậy ở đây người ta nhắc đến một cái kỳ quan nào đó ở dưới biển. Chúng ta nhìn các câu hỏi từ 30 cho đến 34. Câu hỏi 30 người ta hỏi chúng ta là gì? Cái dạng san hô dưới đáy biển có tên gọi là Great Barrier ở nước Úc được miêu tả như thế nào? Ý A, nó là một dạng san hô nhỏ với những cái sinh vật sống. Ý B, một dạng san hô rất là lớn với những sinh vật sống. Ý C, đó là một đường bờ biển dài 2.000 km. Và cuối cùng là ý D, nó là một cái cấu trúc rất là lớn, lớn nhất trên thế giới được tạo nên bởi các sinh vật sống. Vậy chúng ta nhìn từ đầu của đoạn văn để tìm ra phương án. Đáp án trong câu này nó sẽ nằm ngay trong đoạn đầu tiên và nó rơi vào cái khoảng hai câu đầu tiên này. Các bạn đọc cái dạng san hô Great Barrier ở Áo ở Úc này thực chất ra không phải là một dạng san hô lớn, vậy nó tương ứng với phương án B rồi, đúng không ạ? Vậy không phải là một dạng san hô lớn. Nó là một vùng rộng lớn với hơn 2.800 cái dạng san hô nhỏ hơn. Có nghĩa là đây cũng không phải là một dạng san hô nhỏ hơn, tương ứng với phương án B, đúng chưa ạ? Vâng. Nó là nằm dọc theo một cái đường bờ biển dài 2.000 km. Đây ạ. Nhưng nó không phải là đường bờ biển mà nó là nằm dọc theo, đúng không ạ? Và nó là cái cấu trúc lớn nhất trên thế giới được tạo ra bởi sinh vật sống. Vậy cái câu này nó chính là định nghĩa cho cái Great Barrier Reef này, đúng chưa ạ? Vậy đáp án cho câu hỏi số 30 chính là phương án D. Ý A lúc nãy chúng ta nói, ý B nói không phải và nó cũng không phải đường bờ biển, đúng chưa ạ? Câu 31. Điều gì không được đề cập tới như là một cư dân? Ở đây chúng ta có danh từ residence, cư dân của cái dạng san hô đó có 4 danh từ: coral, san hô, fish, cá, octopus, con bạch tuộc, đúng không ạ? Và mollusk là các loài nhuyễn thể. Chúng ta nhìn vào đoạn văn kế tiếp. Câu tiếp theo sẽ chỉ ra cho các bạn câu hỏi câu trả lời cho câu hỏi này. Vậy thì ở đây người ta nhắc đến này, 400 loài san hô, 1.500 loài cá và khoảng 400 loài nhuyễn thể. Ngụ cư ở đây chúng ta có cái cụm động từ là reside in, ngụ cư, sống ở đó. Vậy thì chúng ta thấy đoạn tiếp theo không có nhắc gì đến octopus cả, đúng không ạ? Vậy suy ra là đáp án đúng cho câu này là phương án B, đúng chưa ạ? À, con xin lỗi, phương án C. Ok. Tiếp theo câu 32. Từ beneath gần nghĩa nhất
với từ nào. Bản thân từ business này, nếu như bạn nào đã từng gặp rồi thì chúng ta sẽ suy ra ngay đáp án là gì. Chúng ta có các từ này, over và above, đều có nghĩa là ở phía trên, đúng không ạ? Trên hẳn một cái gì đó. Over thường dùng trong các dạng văn viết, ví dụ như là câu trên. Above dùng trong dạng văn viết, câu trên. Hoặc là over thì là có nghĩa là trên hẳn, ví dụ như trên đầu hoặc phía trên. Under bên dưới, và beyond là ở phía ngoài, ở phía ngoài. Vậy các bạn thấy câu từ này nó nằm ở trong câu, ở đoạn văn số 2, đúng chưa ạ? Đây ạ. Come to view this remarkable world beneath the wave. Vậy thì con sóng, vậy đương nhiên là chúng ta có thể suy ra rằng là gì ạ? Beneath ở đây có nghĩa là bên dưới những con sóng. Vậy so sánh nó với các đáp án thì các bạn thấy nó chính là phương án B. Từ under là giới từ chung nhất để nói đến vị trí là bên dưới một cái gì. Và beneath thì thông thường người ta dùng trong các văn khoa học hoặc là văn phong mang tính trang trọng. Câu 33, theo đoạn văn số 2, tại sao các gia đình và những người thợ lặn mà có bình dưỡng khí, scuba divers, có nghĩa là bình dưỡng khí, lặn mà có bình dưỡng khí, đến cái dạng san hô này, hay mục đích để làm gì? Ý A là để lặn, ý B là để thư giãn, ý C là để chiêm ngưỡng cái dạng san hô ấy, và ý D là để xem cá. Vậy chúng ta nhìn đoạn văn số 2, nó vẫn nằm ở trong cái câu này ạ, câu đầu tiên. Hàng năm có 800.000 du khách, đặc biệt là các gia đình, đúng không ạ, đến đây để mà lặn xuống, chiêm ngưỡng, come to view this remarkable world. Remarkable world này chính là nói đến cái dạng san hô này, đúng không ạ? Vậy thì suy ra rằng là gì ạ? Đáp án đúng cho câu 33 chính là phương án C, để chiêm ngưỡng cái dạng san hô đó. Câu 34, mục đích của tác giả trong đoạn 3 là gì? Đáp án A, để giải thích tại sao dạng san hô ấy rất là đa dạng, phong phú và nhiều màu sắc. Ý B, để miêu tả là một vài loài cá mới như thế nào. Ý C là để giúp cho người đọc hiểu các loài cá tấn công các loài khác như thế nào, gắn với các loài khác như thế nào. Cô xin lỗi, từ attach có nghĩa là gắn với, liên quan đến, đúng chưa ạ? Và ý D đó là để nói về kỷ băng hà. Vậy chúng ta nhìn đoạn văn số 3 ở trong bài đọc. Ở đây chúng ta sẽ phải đọc từ đầu để hiểu ý của tác giả là gì. Và cô sẽ chú thích lại những cái cấu trúc cũng như là từ vựng. Một số loài cá mới, những loài cá mới, một số loài mà lại lấp lánh, có màu lấp lánh, brightly colored, như là gì ạ? Đồ trang sức, jewelry, và được tìm thấy hàng năm ở cái dạng Great Barrier này. Một vài loại khác lại có thể thay đổi màu sắc để trốn tránh khỏi kẻ địch, những con vật mà luôn luôn đe dọa chúng, threaten, và để dễ dàng gắn nó, gắn chúng với các loài cá khác với cái tốc độ rất là nhanh. Một số loài khác thì lại có thể thay đổi giới tính khi mà chúng trưởng thành. Nhưng tại sao cái dạng san hô này lại có thể là phong phú và màu sắc đến như vậy? Vậy thì câu này chính là câu hỏi của mình, đúng không? Câu trả lời theo một nhà sinh vật học biển đó là chúng ta không thực sự biết được là lý do tại sao. Có thể là sự kết hợp rất là may mắn của các điều kiện, circumstance, các điều kiện, lượng ánh sáng, lượng nước ấm, đúng không ạ, tỷ lệ đủ cho lượng nước ấm này, ánh sáng mặt trời và thời gian dài hàng nghìn năm. Vậy thì đây là một lý do, đúng chưa ạ? Sự kết hợp. Trong suốt kỷ băng hà thì mực nước biển giảm xuống, làm trơ ra một vài phần của đáy biển, sea bottom, và tạo ra những cái vùng biển nhỏ hơn và nông hơn. Những loài, điều này này cho phép các quần thể cá phát triển thành các loài khác nhau, và sau đó thì khi mực nước biển tăng lên thì các loài lại được hợp lại với nhau, hay là cách khác là gì ạ? Lai tạo lẫn nhau và tạo ra sự đa dạng tuyệt vời như chúng ta thấy ngày nay. Vậy thì cả cái đoạn này các bạn thấy nó nói về lý do tại sao nó là đa dạng hóa trong cái dạng san hô đấy, đúng chưa nhở? Vậy thì ở đây ý đầu tiên chính là phương án đúng.
Ý B là để miêu tả một vài loài, đây chỉ là một cái ý rất nhỏ trong đó, giúp người ta hiểu là loài những cái loài này có liên quan đến nhau như thế nào, và Ice A chỉ là một cái ý rất nhỏ trong đó thôi. Vậy phương án A là phương án chính xác cho cô Ba Tư. Đoạn bài đọc này khá là dễ và các bạn làm thật là kỹ càng và chắc chắn không bị sai câu nào. Chúng ta tiếp tục với đoạn bài đọc số 3. Đoạn bài đọc số 3 là một bài đọc khá khó và chúng ta cần phải để ý những cái cấu trúc cũng như là cái câu mà người ta đưa ra để chúng ta tìm được cái chi tiết chỉ đến điều đấy. Chúng ta nhìn các câu hỏi từ 35 cho đến 42. Câu hỏi số 35 người ta hỏi chúng ta là lĩnh vực nào được thảo luận ở trong cái bài đọc này, có 4 lĩnh vực: không gian, tự nhiên, giáo dục và toàn cầu hóa. Vậy chắc chắn nó sẽ rơi vào đoạn đầu tiên để chúng ta suy ra được là lĩnh vực nào được thảo luận trong bài đọc này. Ok, chúng ta nhìn đoạn đầu tiên. Trong đoạn đầu tiên này người ta đưa ra, trong hai câu đầu tiên người ta đưa ra một số những cái thành tựu. Chúng ta đã đi đến các hành tinh trong hệ mặt trời đúng không ạ? Solar system, xuống dưới đáy biển, vào bên trong các tế bào, chúng ta thậm chí là đã được kết nối với nhau có dây hoặc là theo mạng không dây. Chúng ta cũng có thể cứu chữa các căn bệnh và điều trị những cái gọi là dị tật, disorders. Với những cái thành tựu này, vấn đề quyết định là dạy cái gì đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Never been more difficult. Trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những người mà xây dựng chương trình đang phải đối mặt với những cái thách thức rất thú vị nhưng cũng rất khó khăn. Ở đây chúng ta có từ daunting, có nghĩa là khó khăn và gì ạ? Gần như không thể xử lý. Một lượng dữ liệu lượng dữ liệu phát triển theo cấp số nhân, exponentially, có nghĩa là theo cấp số mũ đấy ạ, số nhân, và các công nghệ thông tin thì cũng đã xử lý được cái dữ liệu đấy bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều phương tiện khác nhau. Category, phạm vi, disciplines là tính kỷ luật, truyền thống bị phá vỡ, đang bị phá vỡ và lại được tái hợp lại. Một vài lĩnh vực mới thì xuất hiện và việc cân bằng sự phát triển trong nội dung này đang là mong đợi của công chúng đối với nền giáo dục. Vậy thì cả cái đoạn này điều cốt yếu là suy ra giáo dục cần phải thay đổi như thế nào và cái gì cần phải được dạy ở trong giáo dục để mà người ta có thể học được trong cái sự thay đổi của thế giới. Vậy thì cái lĩnh vực mà người ta nhắc đến trong đoạn này chắc chắn sẽ là về giáo dục rồi. Các bạn nhìn các đáp án. Ở đây thì suy ra phương án C sẽ là phương án chính xác. Và chúng ta có thể kiểm chứng bằng các từ ở trong các đoạn tiếp theo. Chúng ta nhìn câu 36. Điều nào dưới đây là thách thức đối với nền giáo dục ngoại trừ? Ý A, đó là những cái thành tựu mà đã đạt được. Ý B là những cái phạm trù cũng như là tính kỷ luật truyền thống bị phá vỡ. Ý C là những cái nghiên cứu lĩnh vực mới, đúng không ạ? Lĩnh vực nghiên cứu mới và cuối cùng là cấu trúc gia đình mới. Vậy cả cái đoạn 1 vừa rồi chúng ta đã đọc. Và các bạn thấy là nó nhắc đến ba ý đầu tiên. Thứ nhất đó là những thành tựu mà chúng ta đạt được, đúng không ạ? Làm cho việc quyết định việc học chưa bao giờ là khó khăn đến vậy. Đấy là một thách thức. Tiếp theo đó là cái phạm vi và những cái tính kỷ luật truyền thống bị phá vỡ cũng như là những lĩnh vực mới nổi lên hoặc là xuất hiện. Việc cân bằng trong cái nội dung đang trở thành một cái điều mong muốn của đại đa số cộng đồng, đúng chưa ạ? Vậy thì ba điều đó là gì ạ? Advances, thứ hai là traditional categories và disciplines cũng như là gì ạ? New fields of study chính là new challenges đối với giáo dục, đúng chưa ạ? Vậy thì phương án loại trừ đương nhiên sẽ là phương án D. Và các bạn thấy phương án D được nhắc tới trong đoạn kế tiếp. New family structures, nhưng ở đây nó chính là chỉ đến gì ạ? Changing social context, tức là cấu trúc xã hội, cấu trúc gia đình này nó biến đổi do là cái môi trường xã hội của chúng ta đang thay đổi.
Tiếp theo câu hỏi số 37, người ta hỏi là ai có vai trò quan trọng trong việc quyết định chương trình ở các trường công ở nước Mỹ theo đoạn văn số 3. Chúng ta có 4 đáp án. Ý A, policy makers là những người mà đưa ra chính sách. Pundits là các nhà học giả. Và ý C, publisher là các nhà xuất bản. Ý D là ba ý này đều đúng. Vậy chúng ta nhìn đoạn 3. Từ đây, moreover, cho đến hết. Trong đoạn này người ta nói đến vai trò này. Ngay trong câu đầu tiên người ta nói opinions about roles, vai trò và tính tự nhiên của các trường công lập ở Mỹ đang tăng lên. Chúng ta có cụm từ là at odds with one another. Cả cụm này mang ý nghĩa là mâu thuẫn lẫn nhau. Vậy thì các ý kiến là đang mâu thuẫn lẫn nhau, đúng chưa ạ? Vâng. Tư thục, các điều lệ và sự dịch chuyển trong việc là học tại nhà đã thách thức tính ưu việt, primacy, tính ưu việt của giáo dục công. Những cái người thành lập, động lực của những cái người thiết lập nên cái những cái trường học tư thục này thì khác hoàn toàn với cái mục đích, đó là họ hướng tới ends up, hướng tới những cái lợi ích nhóm. Ở đây profit tương đương với từ benefit. Corporate là nhóm, vậy corporate profit là lợi ích nhóm thay vì là niềm hạnh phúc chung của cả cộng đồng. Vậy những người mà sáng lập ra các trường tư thục thì họ chỉ quan tâm đến lợi ích thôi. Tiếp theo này, những cái người đưa ra chính sách, policy makers, các học giả, đây là những người mà thường không phải là thuộc làm trong ngành giáo dục thì lại áp đặt, impose những cái chính sách cho nhà trường. Vậy đây là hai người đã quyết định rồi. Tiếp theo, publisher, nhà xuất bản cũng có tiếng nói rất là mạnh mẽ, powerful voice trong việc xây dựng chương trình. Vậy thì cũng ở đây có nghĩa là ông này cùng với hai ông kia là policy maker và pundits là ba người mà có vai trò quan trọng trong việc quyết định là chương trình ở trường công học cái gì, nên đáp án đúng ở đây là phương án D. Chúng ta nhìn tiếp câu 38. Câu hỏi là các giáo viên có tài tại sao lại thôi việc dạy ở các trường công ở Mỹ vào những năm 1900 và đưa ra 4 lý do. Bởi vì họ cần một cái công việc mà có thu nhập cao hơn. Ý B là họ không có tiếng nói trong việc quyết định là dạy điều gì. Ý C là họ bị ép, were forced to, bị ép phải thay đổi công việc. Và ý D là họ không biết được hoặc họ không có được cái thu nhập thực sự của mình. Vậy nhìn đoạn tiếp theo để tìm ra câu trả lời. Đoạn số 4 là nói đến những năm 1900 đây, đúng chưa ạ? Vâng, ngay từ đầu người ta nói là gì ạ? Unable to rise real income, không thể nào mà tăng được cái thu nhập thực sự cho giáo viên trong suốt những cái năm 1900 này. Vì thế mà loss of talented teachers, nước Mỹ, các trường ở trên nước Mỹ đã mất rất nhiều các giáo viên tài năng cho các lĩnh vực khác. Một số lượng ít người và những phụ nữ mà có cái thu nhập cao, mà đối với những người đó thì giáo dục đã từng là một trong số ít những ngành nghề mà gì ạ, có xuất hiện ở nước Mỹ. Vì thế mà họ đã đi theo những con đường khác. Vậy thì từ đây trở đi chúng ta có thể thấy là gì ạ? Nó chính là lý do về thu nhập. Họ muốn tìm con đường khác bởi vì họ cần có thu nhập cao hơn. Vậy xét các đáp án ở đây thì suy ra là phương án nào là phương án đúng? Đương nhiên sẽ là phương án A, họ cần có thu nhập cao hơn. Câu 39, từ primacy có thể được thay thế bởi từ nào trong số những từ này? Necessity có nghĩa là sự cần thiết, importance, sự quan trọng, tầm quan trọng, value, giá trị, và cuối cùng là sự phát triển. Từ primacy nó nằm trong cụm từ này, và lúc nãy chúng ta đã nhắc đến rồi. Đó chính là gì ạ? Tính ưu việt của nền giáo dục công. Vậy nói đến tính ưu việt có nghĩa là gì ạ? Thách thức cái tầm quan trọng, đúng chứ nhở? Tầm quan trọng, tính ưu việt và vị trí của nó ở trong nền giáo dục. Vậy từ đó có thể suy ra luôn được là phương án B chính là phương án chính xác, tương đương với primacy, tầm quan trọng. Câu 40.
Chương trình học ngày nay được định hình bởi điều gì? Có 4 lý do: lý thuyết, theory, numbers and scale, quy mô, phạm vi, thiết kế rõ ràng, ý B, và cuối cùng là sự phát triển của giáo dục. Vậy các bạn thấy là nếu như nhìn vào đây có thể suy ra được ý D, chắc chắn là sẽ không liên quan gì rồi, nhưng mà chúng ta đọc. Thông tin nó nằm ở trong đoạn văn cuối cùng của mình, và chúng ta sẽ phải xem là từ đầu đến cuối đoạn tiếp tục nhắc đến đó là giáo dục, đúng chưa? Education. Một lớn nhất trong tất cả các ngành nghề, đúng chưa? Đang bị phân chia theo cái cách nào đó mà có thể làm giảm đi cái tính hiệu quả của nó. Những cái lĩnh vực xây dựng chương trình được nhìn thấy là đang tách ra dần dần khỏi các tự tách việc tách các trường tách cái việc xây dựng chương trình này này từ các trường đại học, khỏi các trường, khỏi các nhà gì ạ, giáo dục ở các trường công. Chúng ta nhìn nhanh đến chỗ nào mà nó có chữ shape. Vâng, đây ạ, nó nằm ở trong câu cuối cùng. Câu cuối cùng có từ curriculum work today. Vậy thì chúng ta nhìn câu cuối cùng này. Câu này chúng ta có từ divergence, nó có nghĩa là sự chệch hoặc là sự khác nhau một cách dần dần. Bên trong cái lĩnh vực nghiên cứu về chương trình học thì nó giữ chức năng giống... Nó thiên về cái chức năng về quy mô, numbers and scale, số và tỷ lệ, đúng không ạ? Nhưng ở đây nó dịch là quy mô hơn là việc thiết kế một cách rõ ràng. Có nghĩa là người ta nhắc đến quy mô của cái chương trình đấy thay vì là thiết kế đấy nó có nội dung rõ ràng hay không. Nhưng nó lại là một sự phát triển khác của cái mà định hình ra chương trình học ngày nay. Vậy nó ở đây chính là nhắc đến number and scale. Vậy thì ở đây suy ra rằng là gì? Chương trình học ngày nay sẽ được định hình bởi phương án C, chính là quy mô của cái chương trình đó. Câu 41. Học sinh học cái gì ngày nay ở trường công được quyết định bởi... Ở đây có thể là một người hoặc là một cái gì đó, đúng không ạ? Vâng, chúng ta có này, các nhà lý luận đại học. Ý B đó là những cái giám đốc chương trình. Ý C là các giáo viên mà bên ngoài lĩnh vực xây dựng chương trình. Và ý D là các giáo viên có tài năng. Thông tin nó nằm ở trong đoạn văn cuối cùng và nó rơi vào trong câu này. Các nhà lý luận đại học dường như đang xa dần khỏi các giám đốc chương trình hay là những người phụ trách về chương trình, những người mà make the choice, tức là người quyết định hoặc đưa ra cái sự lựa chọn về nội dung học của sinh viên, của học sinh ở trường công. Vậy các bạn thấy make the choice là động từ của cụm the curriculum director. Nên suy ra rằng đáp án cho câu 41 của chúng ta chính là phương án B. Nội dung học được quyết định bởi cái ông giám đốc chương trình này. Câu 42. Tiêu đề của đoạn văn này là gì? Vậy thì lược lại một lần nữa các nội dung ở từng đoạn này. Đoạn 1 là người ta nói đến những cái thách thức đối với giáo dục. Đoạn thứ 2 là nói đến sự thay đổi về cấu trúc xã hội. Đoạn thứ 3 đó là người ta nói đến mâu thuẫn và cái người quyết định đến cái gì ạ? Cái chương trình học. Đúng không ạ? Vâng. Đoạn thứ 4 là người ta nhắc đến một lượng giáo viên rất là tài năng bỏ việc vì cần tìm một công việc khác có thu nhập cao hơn. Và đoạn cuối cùng người ta đưa ra về cái quan điểm xây dựng chương trình dựa trên điều gì? Dựa trên quy mô chứ không phải dựa trên thiết kế, đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta thấy các đáp án phương án A đó là sự thay đổi trong lĩnh vực xây dựng chương trình, những thay đổi. Ý B, điều gì làm cho giáo dục thay đổi? Vậy điều gì làm cho giáo dục thay đổi ở đây thì nó quá là rộng lớn và trong phần này người ta chỉ nhắc đến việc xây dựng chương trình thôi. Nên đáp án B người ta không đúng này. Ý C là những cái thách thức phải đối mặt của giáo dục. Cái này chỉ là ý A đoạn đầu tiên thôi. Và ý D là học sinh học
cái gì trong những cái khoảng thời gian khác nhau. Ở đây người ta không nhắc đến nội dung học của học sinh trong các khoảng thời gian khác nhau, mà chỉ nhắc đến việc xây dựng chương trình và những thay đổi của nó dựa trên những cái quan điểm khác nhau, mâu thuẫn khác nhau. Vậy thì đáp án đúng cho câu 42 là phương án A. Vậy đoạn bài đọc này khá là khó và các bạn đọc thật kỹ cho cô. Những cái gì các bạn thắc mắc, các bạn hãy comment bên dưới và cô sẽ giải đáp cho chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong những video kế tiếp. Và rất là vui vì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong một vài đề nữa. Ok, see you, bye bye.